Chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái bài hình. Cụ thể đây là cái bài hình mà bạn Nguyễn Sáu đưa lên. Bạn Nguyễn Sáu chú ý. Ở đây thầy không ghi đề bài ra mà thầy vẽ hình luôn vì cái bảng của thầy nó hơi nhỏ một chút. Nội dung của bài toán bạn đưa lên như sau. Cho đường tròn tâm O từ một điểm A nằm trên đường tròn dựng tiếp tuyến D nhỏ, là từ A dựng tiếp tuyến D nhỏ. Sau đó từ một điểm M nằm trên D, điểm M là khác điểm A. Và từ điểm M này ta sẽ dựng các tuyến là M, N, P. Và gọi K là trung điểm của N, P. Tiếp theo là dựng tiếp tuyến M, B. Đấy. Và từ điểm A ta dựng đường AC vuông góc với BM, C là thuộc BM. Và từ điểm B ta dựng BD vuông góc với MA, là D là thuộc MA. Và hai đường thẳng BD và AC này cắt nhau tại H, tại điểm H. Và đường thẳng AB cắt đường thẳng OM là tại Y. Đấy. Và câu hỏi như sau, các em quan sát, chứng minh rằng A tứ giác AMBD nội tiếp. Câu B là chứng minh bốn điểm OKMA cùng thuộc một đường tròn. Câu C là chứng minh là tích OI nhân OM bằng L bình phương, trong đó L này là chính là bán kính nhá, L này là bán kính đường tròn. Câu D chứng minh OM nhân IM là bằng MA bình. Câu E là chứng minh tứ giác AHBO là hình thoi. Câu E là chứng minh ba điểm OHM là thẳng hàng. Thế thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho bạn Nguyễn Sáu cụ thể cái ý E mà bạn muốn hỏi thầy. Đó là chứng minh tứ giác AHBO là hình thoi. Riêng cái ý này bạn Nguyễn Sáu đưa ra yêu cầu thầy chữa, thầy sẽ chữa tỉ mỉ, còn các ý khác thầy chỉ hướng dẫn cho các bạn thôi. Và các em lưu ý rằng trong một cái bài toán hình học thông thường ấy thì cái kết quả của cái câu trước ấy, đó là cái kết quả mà ta có thể vận dụng để giải quyết cho cái câu ý tiếp theo. Đấy. Tức là gì, ta sẽ sử dụng kết quả câu A để chứng minh câu B chẳng hạn, hoặc là sử dụng kết quả câu A câu B để chứng minh câu C chẳng hạn. Và nói tóm lại là cái kết quả của ý trước sẽ sử dụng để chứng minh cho cái ý sau. Thì đấy là cái bài toán hình nó rất là quan trọng như vậy. Và các em nhớ rằng ở đây tại sao thầy điền vuông góc? Vì MB là tiếp tuyến, do đó là MB phải vuông góc với OB là bán kính OB. Đấy, là tại B thì tức B là tiếp điểm. Và vì từ A thầy dựng tiếp tuyến là D, vậy thì AM đây phải vuông góc với OA, là đường đường kính hay là bán kính đấy, đúng không? Vuông góc tại A. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt chứng minh các ý như sau. Tứ giác AMBO nội tiếp là ý A, đúng không? AMBO nội tiếp này. A này, M này, B này, O nội tiếp đấy. Thì cái ý này rất là dễ, các em nhìn thấy ngay, các em quan sát này, AM BO này, ta đầu tiên ta xét tứ giác đúng không, ta có này, vì D là tiếp tuyến đấy, hay là ta gọi là MA là tiếp tuyến, do đó là ta có MA vuông góc với OA và ta có góc MAO là bằng 90 độ. Tiếp tục ta có BM là tiếp tuyến, do đó là ta suy ra ngay MB vuông góc với OB tại B, và ta có góc MBO này là góc vuông. Vậy thì trong tứ giác AMBO có góc A cộng góc B này là bằng 180 độ. Thì từ đó ta suy ra AMBO này nội tiếp. Tức là ta sử dụng cái kết quả đó là gì nhỉ? Trong một tứ giác tổng hai góc đối là bằng 180 độ thì tứ giác đó là tứ giác nội tiếp. Đó.
Như vậy là câu A đã kết thúc. Chúng ta xem câu B như sau. 4 điểm O, K, M, A cùng thuộc một đường tròn. O này, K này, M, A là cùng thuộc một đường tròn. Các em thấy này, 4 điểm này cùng thuộc một đường tròn. Hay ta có thể chứng minh tứ giác là gì nhỉ? O, K, M, A này nội tiếp cũng tương tự như vậy mà thôi, đúng không? Vậy ta thấy này, xét tứ giác O, K, M, A thì dễ dàng ta đã thấy là vì MA là tiếp tuyến suy ra MA vuông góc với OA, do đó là MAO là bằng 90 độ, tương tự như là cái IA rồi đúng không? Là góc A là 90 độ rồi. Nhưng ở đây ta thấy này, em quan sát này, K là gì? K này là trung điểm của NP. Các em nhận xét này, NP này nó là dây cung, nó là dây cung, thế mà K lại là trung điểm của NP, tức là K là trung điểm của dây cung. Thế thì OK đấy là cái đường thẳng đi qua K lại đi qua O này, nó là rõ ràng nó là một cái đường nằm trong đường kính đúng không, nằm trên đường kính, tại vì đi qua O này, đây, đi qua O này và đi qua K đấy, nó nằm đường kính. Thế thì các em lại nhớ có một tính chất là gì nhỉ? Đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm đấy, đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây. Thế thì rõ ràng cái dây NP này là không đi qua tâm, do đó OK này đường kính đi qua trung điểm này sẽ phải vuông góc đấy, thì cho nên ta có cái vuông góc này này, ta đánh dấu vuông góc này đấy, thôi thể đánh dấu vuông góc xuống phía dưới nhìn nó dễ nhá. Đấy, ta có này OK vuông góc với NP là do là gì nhỉ? Đường kính đi qua trung điểm của dây thì vuông góc với dây. Nhớ nhá, đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm. Là cái dây NP này không đi qua tâm, do đó là đường kính OB OK này vuông góc với NP. Đấy. Thế thì từ đó ta suy ra góc OKN hay là OKM cũng được là bằng 90 độ. Đấy. Do đó ta xét tổng quát là tứ giác OKMA có góc K bằng 90 độ, góc A bằng 90 độ vừa chứng minh trên, do đó tổng hai góc này sẽ là bằng 180 độ. Vậy thì tứ giác này là tứ giác nội tiếp, tứ giác này nội tiếp là có tổng hai góc đối là bằng 180 độ. Và khi OKMB này nội tiếp thì ta cũng có thể nói rằng bốn điểm, điểm O, điểm K, điểm M, điểm A cùng nằm trên một đường tròn. Đấy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các em chứng minh xong câu B. Bây giờ chúng ta quan sát câu C này. Câu C này người ta bắt chứng minh OI nhân OM bằng giờ bình. OI nhân OM bằng giờ bình, ta thấy này, OI này nhân OM này bằng R bình. Thế thì các em quan sát nhá. Rõ ràng điểm M này là một điểm nằm ngoài đường tròn và ta có M gì nhỉ? MA là tiếp tuyến. MB là cũng là tiếp tuyến của đường tròn O. Vậy thì ta thấy rằng đây là hai tiếp tuyến, thì hai tiếp tuyến MB và MA cắt nhau tại M và O là tâm. Vậy thì ta sẽ có ngay cái tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Thế thì ta có một số các tính chất như sau, thì nhắc lại này. Tính chất là MA thì bằng MB. Đấy, hay là MO này là đường phân giác của góc BMA và MO này cũng là đường phân giác của góc A O B. Đấy. Và hơn nữa là đây. Đấy. M O phải vuông góc với AB. Đấy, đấy là cái tính chất mà ta có thể suy ra được là tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm nằm bên ngoài đường tròn đây này. Đấy. Là ta có góc này vuông. Và do đó ta thấy là thầy đã đánh góc vuông đằng này thì ta thấy như sau này. Ta xét tam giác M A O này là vuông tại A. Đấy, tam giác vuông tại A và ta có AI là đường cao. Thế thì các em đã học cái chương 1 ở phần hình học lớp 9 ấy, đó là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thì nó có như thế nào nhỉ? Bình phương của cạnh góc vuông này, OA bình này. Đấy. Thầy nhắc lại này, xét tam giác OAM. OAM vuông tại A. Và AI là đường cao. Và do đó ta có OA là cạnh góc vuông
có hình chiếu là gì nhỉ? OI. Và do đó ta có theo tính chất của hệ thương lượng trong giao vuông ta có này, OA bình phương sẽ bằng OI là hình chiếu của nó trên cạnh huyền này, nhân với cạnh huyền tức là nhân với OM. OI là hình chiếu của OA. Thế nào? OA bình sẽ bằng OI nhân với cạnh huyền OM. Và từ đó ta có OI nhân OM thì bằng OA bình phương. Thế mà ta thấy này, OA là chính là bán kính. Đấy, thế nào? OA bình chính là R bình. Vậy thì ta sẽ có ngay OI nhân OM là bằng R bình. Vậy thì ta đã chứng minh được câu thứ 3, câu C. Tương tự như vậy, câu D là OM nhân IM là bằng MA bình. Đây ta cũng vẫn xét tam giác OAM vuông tại A, và AI là chiều cao, và ta có AM đây này, MA đây này, MA là cạnh góc vuông, có cái hình chiếu là MI trên cạnh huyền. Vậy ta có là MI nhân với MO thì bằng MA bình. Vậy thì đây ta có OM nhân IM đúng không? OM nhân với IM thì là bằng MA bình. Đây là, cũng là hệ tương lượng trong giao vuông. Thì câu D này là coi như chúng ta đã chứng minh xong. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chứng minh câu E. Câu E là tứ giác AHBO là hình thoi. Nhìn này, AHBO là hình thoi. Thì thầy sẽ chứng minh là hình thoi bằng cách là đầu tiên thầy sẽ chứng minh là hình bình hành. Sau đó thầy sẽ chỉ ra hai cái cạnh kề bằng nhau thì suy ra hình bình hành đấy trở thành hình thoi. Thầy chứng minh như sau này. Ta có AC vuông góc với BMB theo giả thiết. Xong ta lại có là OB vuông góc với MB là do MB là tiếp tuyến. Vậy thì ta có OB và AC này cùng vuông góc với BM. Do đó AC song song với OAB, hay cái nói cách khác AH song song với B song song với OAB. Đấy là ta được hai cạnh này song song rồi đúng không? Tiếp tục này, OA vuông góc với MA vì MA này là tiếp tuyến. BD này vuông góc với MA theo giả thiết. Vậy thì suy ra BD song song với OA, hay còn nói là OA song song với BH. Đấy. Là như vậy ta xét tứ giác AHBO ta vừa chứng minh có hai cặp cạnh song song, đó là gì nhỉ? OB song song với AH, BH song song với OA. Đấy. Vậy thì tứ giác này là trở thành hình bình hành. Hình bình hành mà ta để thấy này, có hai cạnh kề đó là OA và OB rõ ràng bằng nhau, bởi vì OA là bằng R, OB cũng là bằng R, đều là bán kính. Đấy, vậy thì tứ giác là hình bình hành, sau đó lại có hai cạnh kề bằng nhau thì đó là hình thoi. Đấy, thì vì bạn Nguyễn Sáu hỏi thầy cái câu này, cho nên là thầy sẽ trình bày cụ thể câu này. Đấy, ta trình bày như sau này. Ta có này, OA vuông góc với MA của đơn vị gì? MA là gì? Tiếp tuyến. MA là tiếp tuyến. Vì sao MA là tiếp tuyến? Bởi vì D là tiếp tuyến mà M thuộc D mà, thì MA là tiếp tuyến đúng không? Đấy. OA vuông góc với MA. Và ta lại có này, BD vuông góc với MA. BD vuông góc với MA. Cái này là theo giả thiết. BD vuông góc MA là giả thiết. Vậy thì hai đường thẳng này OA và BD cùng vuông góc MA. Vậy thì từ đây ta suy ra là gì nhỉ? OA song song với BD. Hay là suy ra là gì nhỉ? OA song song với BH. OA song song với BH. Đây là một. Đấy. Và tương tự nhá. Tương tự ta có cái gì, thầy chỉ ghi kết quả thôi nhá. Ở đây ta có này, OAB vuông góc với MB vì MB này là tiếp tuyến, đây vuông góc này,
AC vuông góc với MB theo giả thiết. Vậy thì OB song song với AC hay OB song song với AH. Đấy, thì ghi tương tự đó là OB. OB song song với AH. Đây là 2. Và từ 1 và 2. Từ 1 và 2. Và 2. Rõ ràng cái tứ giác O A H B hay là A H B O thế có hai cặp cạnh đối song song thì suy ra tứ giác này là hình bình hành. Vậy thì ta nói là từ 1 và 2 ta suy ra tứ giác hơi xấu một chút. Tứ giác AHBO hình thành mặt khác, ta ghi là mặt khác ta sẽ có OA bằng OB, OA bằng OB. Vì sao nhỉ? OA bằng giờ, OB bằng giờ. Đấy, cho nên ta nói là OA bằng OB là cùng bằng gì nhỉ? Cùng bằng giờ. Đấy, thì viết như này cùng bằng giờ. Vậy thì với kết hợp với điều kiện là A HBO là hình thoi, hình bình hành thì suy ra cái này có hai cạnh kề bằng nhau thì suy ra AHBO là hình gì nhỉ? Hình thoi. Hình thoi và ta suy ra điều phải chứng minh. Đấy, các em lưu ý như thế. Còn cái ý cuối cùng này. OHM thẳng hàng, ba điểm OHM thẳng hàng thì thầy sẽ hướng dẫn nhanh. Rất đơn giản thôi, chứng minh O này và điểm H này và điểm M này thẳng hàng. Thế ta lại sử dụng kết quả câu trước chứng minh câu sau này như thầy đã lưu ý trước đấy đúng không? Ta vừa chứng minh H A H B O là hình bình hành. Do đó ta sẽ có OH này này sẽ là đường phân giác của góc gì? Của góc góc A O B đấy. OH sẽ là phân giác của A O B. Vì sao? Bởi vì AH B O này là hình thoi. Các em lưu ý rằng trong một hình thoi thì đường chéo sẽ là đường phân giác của các góc đấy, của cái góc mà có cái đỉnh mà nó đi qua đấy. Tức là cái hình thoi AH B O này sẽ có đường chéo là OH, OH này sẽ là phân giác. Mặt khác, ban nãy thầy nói rồi, tính chất của cái hình gì nhỉ? Của cái tiếp tuyến, hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm bên ngoài hình tròn đây, điểm M là ngoài hình tròn và ta có tiếp tuyến MA và tiếp tuyến MB và ta sẽ có MO này sẽ là phân giác của cái góc AOB là do tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Và từ đấy ta thấy rằng là OH này là phân giác của góc AOB, OM này cũng là phân giác của góc MAOB. Nói tóm lại, HO này là phân giác, MO này là phân giác. Thế thì suy ra điểm M, điểm H phải nằm trên đường phân giác của góc AOB và hai điểm này nằm trên đường phân giác của góc AOB. Do đó MHO thẳng hàng hay ngược lại nói là ba điểm OHM thẳng hàng thì cũng tương tự như vậy. Và như vậy là bài toán hình là thầy đã hướng dẫn cho các em chứng minh xong. Vì cái bảng này nó hơi nhỏ, do đó là thầy không viết đề bài và cũng không chứng minh tỉ mỉ tất cả các cái ý mà thầy chỉ hướng dẫn, chỉ ra cho các em cái cách chứng minh. Còn riêng cái ý E cuối cùng này là do bạn Nguyễn 6 là có yêu cầu thầy giảng cho nên là thầy sẽ chứng minh tỉ mỉ cái ý này. Bạn Nguyễn 6 chú ý nhá. Thầy đã dành ra một vài phút để bạn Nguyễn 6 xem lại cái E này và để chứng minh vào trong vở. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài giảng. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.